Hello, xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Kim Oga Chekatai, cuộc sống Bắc Âu Na Uy. Bữa nay mình đi ăn tiệc, 15 tuổi của cháu nội anh hai. Đây, chả giò của mình làm. Rồi mình làm 140 cuốn. Chỗ này là món ăn truyền thống của người Na Uy. Đây là cá hồi hâm muối. Tiệc buffet nhỏ khoảng 35 người, mình lấy đồ ăn này. Mỗi chỗ mình ngồi có cái tên của mình này. Julia. Cái này là bồ của anh ba. Có là người Nga. Det var en fin liten kropp, og de var gode venner som de var glad i. Og til tider var det kukkavesko.
Tu dici che la sorella